Giá trị nội dung, nghệ thuật của truyện Trì Cốc. Trong các truyện thời nôm Việt Nam, Trì Cốc là tác phẩm khá đặc biệt ở cách sáng tạo nhân vật loài vật, mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người, chuyện xã hội loài người. Câu chuyện có thể tóm tắt như sau. Vợ chồng Cốc vốn ở gần bờ ao. Đến khi đẻ, vợ Cốc xuống ao sinh ra một đàn nòng nọc. Trê ở dưới ao thấy nòng nọc giống mình, bèn bắt cả đàn về nuôi. Khi Cốc trở lại, thấy Trê chiếm đoạt con mình, mới đem việc đến, kiện ở cửa quan. Quan truyền giam Trê lại. Vợ Trê ở nhà đến giờ, Triều Đẩu gỡ tội cho chồng. Triều Đẩu giới thiệu vợ Trê đến tìm Lý Ngạnh, một thủ hạ am tường việc quan. Lý Ngạnh lo lót lễ vật vào cáo quan để khiếu nại cho Trê. Quan cho sai nha đến tận nơi tra án. Trông thấy đàn nồng nọc, nhà lại cho là con của Trê, bèn về trình với quan. Quan liền ra lệnh thả Trê và bắt giam Cốc lại. Đến lượt vợ Cốc phải chạy lo cho chồng. Ít giới thiệu cho vợ Cốc một thầy kiện trứ danh là Nhái Biến. Nhái Biến khuyên vợ Cốc cứ đợi đàn nồng nọc đứt đuôi, tự nhiên sẽ về với mình, không cần phải kiện cáo gì cả. Quả nhiên ít lâu sau, khi ra bờ ao thì đàn Cốc con theo mẹ về. Vợ Cốc cùng đàn con đến kêu oan. Trước chứng cứ rõ ràng, Trê phải thú tội là bị kết án lưu tam thiên lý, đầy xa 3.000 dặm. Vợ chồng Cốc thắng kiện trở về, một nhà vui sướng sum vầy. Về nội dung, tư tưởng, tác giả đã thành công trong việc mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người, chuyện của xã hội loài người. Quả thật vậy, dù là chuyện về thế giới loài vật, nhưng những việc kiện tụng, sai nha, hách dịch, quan lại quan liêu, đút lót, vân vân, thì lại là của xã hội loài người. Ngoài tính cách phúng thích về thời sự, truyện Trì Cốc còn có ý nghĩa về luân lý, bởi tác giả đã phô bày lắm nét hủ bại và nực cười ở xã hội xưa. Chung quanh những vụ kiện tụng trước cửa quan, ở mỗi trang truyện, người ta thấy trở đi trở lại những chữ lo lót, lễ vật, lễ mọn, phí tổn. Chung quy thì chỉ người dân vô phúc đáo tụng đình là phải chịu thiệt hại, thua cũng thiệt mà được cũng thiệt. Về hình thức nghệ thuật, truyện Trì Cốc đáng lưu ý ở lối xây dựng hình tượng phúng dụ xào chất ngụ ngôn. Trước hết là trong việc chọn những con vật, Cốc xù xì, thô kệch, giống như là những người dân chất phác hiền lành. Trê nhẵn nhụi, trơn tru hay luồn, có thể tiêu biểu cho những người có nét láo lĩnh hay làm việc mờ ám. Bên cạnh đó, tác giả lại khéo cho những nhân vật ấy nói ra những lời của người. Ngoài ra, thể thơ lục bát đã được tác giả khai thác hợp lý. Cách kể chuyện bằng thơ cũng giúp cho chuyện thêm hấp dẫn, linh hoạt, vân vân. Tóm lại, từ cách chọn nhân vật, xây dựng tâm lý, gian cảnh, kể chuyện, đối thoại, tác giả đã có nhiều khéo léo, đem những con vật để đóng vai người, đem tính nết ngôn ngữ của người để hoạt hóa những con vật. Tác giả đã gây được một tấm tuồng đời vừa vui, vừa thật, vừa linh hoạt và trào lòng, mà lại có ý nghĩa châm biếm sâu xa. Theo Phạm Thế Ngũ, in trong Việt Nam Văn Học Sử Giảng, Ước Tân Biên, tập 2, nhà xuất bản Đồng Tháp, năm 1997, trang 82 đến 83, 86 đến 87. Thời lượng của video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.